Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa. Tập 103. Chương 1021, tai họa ngầm đã biến mất hai. Dù sao cũng vừa mới giải quyết xong một con quỷ sai, cho dù là loại quỷ có cấp bậc linh dị cao như con quỷ họa này thì nhất định cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Nếu không cũng không có khả năng ngay cả quỷ vực đều biến mất không thấy. Suy đoán của giáo sư Vương rất chính xác, quỷ họa cũng bị áp chế. Hiện tại mức độ nguy hiểm của quỷ họa nhất định không thật sự đạt được đến cấp S. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì ở lần này, chúng ta đã dùng một lần mà xử lý được hai sự kiện linh dị cấp S. Nói rất có lý, giữa quỷ với quỷ cũng sẽ khắc chế lẫn nhau. Dù sao quỷ sai có được năng lực mà những con quỷ khác khó có thể áp chế được, quỷ họa bị ảnh hưởng cũng là hợp tình hợp lý. Khương Thượng Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói, nhưng những việc ngoài ý muốn phát sinh cũng luôn khó mà tránh được, không phải sao. Mặc dù trạng thái lý tưởng là giải quyết xong hai kiện sự kiện khó giải quyết này, nhưng mà thực tế lại không cho phép như vậy. Ta thấy mấy vấn đề này ngươi tạm thời cũng đừng quan tâm, nghỉ ngơi một chút đi, xe cứu thương sẽ tới ngay lập tức. Nói xong hắn lại liếc mắt nhìn bộ dạng của Trần Nghĩa hiện tại một cái thật sâu. Từ xa có một chiếc xe chạy ngang qua, dưới ánh đèn chiếu rọi của xe, thân hình đang giấu trong bóng tối lờ mờ của Trần Nghĩa giờ phút này được hiển lộ ra một cách rõ ràng. Hiện tại toàn thân hắn đều tràn đầy máu me đầm đìa, làn da trên toàn bộ thân thể đã không còn thấy được, lộ ra ở bên ngoài chính là cơ bắp đang không ngừng tràn ra huyết dịch. Liền ngay cả da đầu, da mặt cũng đều biến mất toàn bộ không thấy, quả thực giống như là đang sống sờ sờ nhưng lại bị người ta lột xuống một lớp da, nhìn qua khiến trong lòng người ta phải sợ hãi. Lấy sự tính toán của khoa học, với trình độ thương thế loại này lại cộng thêm lượng máu mất đi do bị chảy nhiều. Như vậy, Trần Nghĩa đã phải chết từ sớm, nhưng mà hắn ngoại trừ nhẫn nhịn chịu đựng sự thống khổ to lớn từ bên ngoài, cả người lại không hề có dáng vẻ gì là phải chết đi. Mà nó, thật sự là phế vật. Vào giờ phút này Trần Nghĩa thế nhưng lại nhịn không được mà mắng lên. Nếu không phải Quách Phàm xảy ra vấn đề căn bản liền sẽ không có nhiều sự tình xảy ra như vậy. Quách Phàm. Khương Thượng Bạch lộ ra một nụ cười chế giễu, hắn hiện tại lại không có việc gì, người và quỷ vừa rồi đã đổi lại với nhau. Ta đã xác nhận tình trạng của hắn, mặc dù không tốt lắm, nhưng cách thời gian ác quỷ khôi phục còn rất lâu. Cái gì? Trần Nghĩa có chút kinh ngạc nhìn xem hắn. Lại khôi phục trở lại. Việc này làm sao có thể xảy ra? Trong tình huống không hề khống chế thêm con quỷ mới nào, hoặc là dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó để áp chế sự khôi phục của ác quỷ thì chưa hề có trường hợp nào hay người nào đó có thể tự mình khôi phục lại như cũ từ bên cạnh sự mất khống chế. Bởi vì quá trình khôi phục của ác quỷ là không thể thay đổi. Ngay vào giờ phút mất đi sự khống chế bị thì đồng nghĩa với việc hoặc là chết, hoặc là bị giết. Quỷ tuyệt đối sẽ không tốt bụng mà tha cho ngươi một mạng như vậy. Ta cũng rất tò mò, nhưng thật sự là hắn hoàn toàn không hề có việc gì. Khương Thượng Bạch nhún nhún vai nói. Thôi bỏ đi, hiện tại ta không nghĩ để ý đến cái tên vô dụng đó. Nếu như quỷ của hắn đã trở về, như vậy áo da người của ta đâu? Ánh mắt của Trần Nghĩa khẽ nhúc nhích, cũng không lại đi suy nghĩ loại này tình huống đặc biệt này của Quách Phàm. Vấn đề đó sau này tự nhiên sẽ được tổng bộ điều tra, cho nên hắn không cần thiết phải quan tâm. Vẫn còn đứng ở bên kia, ta biết thứ đồ chơi đó rất nguy hiểm, cho nên không có dám đến gần. Khương Thượng Bạch chỉ vào một nơi cách đó không xa nói. Ở phía bên đó, có một cái bóng người mơ hồ, đang đứng yên không nhúc nhích. Nếu như tới gần thêm mấy phần quan sát thật kỹ liền sẽ hoảng sợ phát hiện cái này căn bản cũng không phải là người, mà là một bộ da người hoàn chỉnh trống rỗng bên trong, không có thân thể. Bộ da người này có dáng vẻ cùng mặt mũi giống như đúc với bộ dáng trước đó của Trần Nghĩa đang ở bên kia. Không, phải nói là dáng vẻ kia của Trần Nghĩa căn bản cũng không phải là dáng vẻ vốn có của hắn, mà là hắn vẫn luôn lấy dáng vẻ của bộ da người này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Về phần dáng vẻ thật sự của Trần Nghĩa đoán chừng chỉ có chính hắn hoặc là bạn bè bà con thân thích trước kia của hắn biết. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1022, tai họa ngầm đã biến mất ba. Da người giống như một người sống đứng gần ở chỗ rừng cây. Mặc dù không nhúc nhích, nhưng mọi người đều biết rõ,
bộ áo da người này đang chờ đợi một người sống nào đó đi qua đây. Một khi đã đi đến gần cái phạm vi nguy hiểm kia, bộ áo da người trống rỗng đó sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi cơ thể của một người đang sống sờ sờ, khiến người đó trở thành một bộ phận của nó. Quy luật giết người tương đối đơn giản, nhưng lúc trước khi mà Trần Nghĩa tiếp xúc với bộ áo da người này thì nó vẫn còn không biết chủ động đứng lên. Hiện tại, bộ áo da người này lại càng ngày càng kỳ quái và khó khống chế hơn. Trần Nghĩa dãy dụa đứng lên đi về phía của bộ áo da người. Hiện tại hắn và con quỷ này đã liên hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. Lúc này bởi vì bị con quỷ của Quách Phàm tấn công, khiến áo da người bị áp chế, vì mạng sống của mình hắn cũng chỉ có thể bỏ qua con quỷ này, lột bỏ ra mà chạy trốn. Tuy nhiên, nếu mất đi áo da người Trần Nghĩa cũng sống không được quá lâu. Thời gian mà hắn mặc chiếc áo da người này đã tương đối dài, thân thể của hắn đã sớm bị quỷ ăn mòn đến không thể tưởng được, chỉ có tiếp tục duy trì sự cân bằng trước đó mới có thể tiếp tục sống sót. Nếu không, không đến một giờ nữa Trần Nghĩa sẽ chết do một con quỷ khác khôi phục. Sau khi Trần Nghĩa đi tới gần bộ áo da người kia, ở khu vực gần rừng cây u ám đó truyền đến tiếng kêu rên thống khổ của hắn. Tiếng kêu rên thống khổ này giống như có người dùng một loại thủ đoạn khác thường và tàn bạo nào đó cứng rắn đem một làn da không thuộc về mình ép buộc may vào bên trên người. So với lúc trước vì sống sót ở trong tay của quỷ mà mạnh mẽ lột xuống một tầng da của mình chỉ có hơn chứ không có kém. Phần lớn mọi người nếu trong một đêm mà phải chịu đựng hai lần loại thống khổ như thế này cũng đã sớm tự sát chết đi. Cho dù không có tự sát thì tinh thần cũng muốn sụp đổ, tuyệt đối không có cách nào có thể duy trì sự bình tĩnh như ngày thường. Nhưng mà nửa tiếng sau đó, Trần Nghĩa lại mang một vẻ mặt bình tĩnh hoàn hảo không tổn hao gì đi ra từ trong rừng cây u ám kia. Hắn không có bị điên mất, cũng không có tự sát. Sống sót, thật không dễ dàng gì mà, Khương Thượng Bạch mở miệng nói. Trần Nghĩa không nói gì, vượt qua hắn tiếp tục đi về phía trước, đó là phương hướng rời khỏi đây. Nhìn như không hề có việc gì, nhưng mà đôi mắt tràn đầy tơ máu ở phía dưới làn da mặt đã có phần lỏng lẻo kia đã thiếu đi mấy phần thần thái của con người. Nhiều mấy phần trống rỗng cùng chết lặng, giống như lại đến gần với quỷ thật hơn một bước nữa. Khương Thượng Bạch nhìn theo phương hướng mà hắn rời đi nhưng lại không đi theo về chung với hắn, mà là hướng về một phía khác đi đến. Hắn còn cần phải bảo đảm cây nến quỷ thứ hai không bị dập tắt. Người bảo vệ trước đó chính là Trần Nghĩa, hiện tại hắn chịu sự tấn công của quỷ cho nên trạng thái không được bảo đảm, cần thiết có người đến. Thay thế, một đêm đáng sợ theo thời gian trôi qua cuối cùng cũng đã kết thúc. Phần lớn mọi người ở trong cái thành phố này sẽ không có cách nào tưởng tượng ra một đêm này đến cùng đã trải qua cái gì. Họ chỉ biết là khi những tia nắng buổi sáng bắt đầu chiếu đến nơi đây, khu đô thị quốc tế lớn này vẫn tiếp tục hoạt động nhộn nhịp giống như tiết tấu của mọi ngày. Ánh sáng đèn điện tắt đi, người đi làm chạy trên đường giống như thủy triều đang dâng trào tại các trạm nhà ga, tàu điện ngầm. Âm thanh của kèn xe trên đường không ngừng kêu vang, ngày hôm nay vẫn bị kẹt xe như cũ. Mà ở cao tầng của khách sạn Bình An, khi ánh mặt trời xuyên qua lớp pha lê rơi xuống ở bên trong phòng khách, Dương Gian mới không nhanh không chậm mà bước ra từ trong phòng. Hắn đứng trước chiếc cửa lớn bằng pha lê quan sát cái thành phố này. Sau khi quan sát một lúc, Dương Gian mới chậm rãi thu hồi ánh mắt nói, xem ra sự việc lần này không sai biệt lắm đã được giải quyết. Nếu không ngày hôm nay ở bên trong cái thành phố này sẽ không yên tĩnh được như thế. Tổng bộ đến cùng thì vẫn còn có chút năng lực, ta không nhúng tay đi vào là rất chính xác. Hắn nghĩ tới tình huống của mấy lần nhiệm vụ trước đó. Tổng bộ cũng không phải là không có năng lực giải quyết, chỉ là hắn tương đối xui xẻo với không hiểu ra sao mà bị lôi kéo vào bên trong mấy cái sự kiện đó mà thôi. Nếu không phải bởi vì sự kiện quỷ chết đói, Dương Gian đoán chừng hiện giờ hắn vẫn đang còn ở thành phố Đại Sương mà lêu lỏng, tuyệt đối sẽ không đến nơi này. Bíp, 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 bíp. Lúc này điện thoại cá nhân của hắn truyền đến tin tức. Dương Gian lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, tin nhắn của Lý Giao gửi đến sao. Tốt lắm. Nếu như sự kiện quỷ sai đã được tổng bộ giải quyết xong, như vậy tiếp theo ta cũng nên hoạt động một chút, dù sao thì cũng không tránh khỏi, vẫn nên chủ động một chút thì mới tốt. Hai người đánh nhau, người nào ra tay đấm một đấm trước thì sẽ tương đối có lời hơn. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1023, động tác của Dương Gian 1.
ở trước cửa của khách sạn Bình An, có một chiếc xe thể thao màu đỏ vô cùng rực rỡ và lộ liễu đậu ở bên đường, một người phụ nữ xinh đẹp có dáng người cao gầy đeo kính râm. Ngồi dựa vào một bên ở trên đầu xe, ánh mắt nhìn về phía của khách sạn giống như là đang đợi một người nào đó. Không bắt ta phải đợi quá lâu, ngươi còn đúng giờ hơn so với trong tưởng tượng của ta nữa. Một lúc sau, khóe miệng của Lý Giao đột nhiên hiện lên một nụ cười. Sau khi tháo kính râm xuống, một gương mặt xinh đẹp đã được trang điểm tỉ mỉ hiện ra, đôi mắt đen lay láy nhìn về phía Dương Gian mới vừa bước ra từ cửa khách sạn. Dương Gian nhìn sang bên cạnh một chút, ta còn cho rằng ngươi sẽ để cho người khác thay ngươi mang đồ đưa tới đây, không ngờ tới ngươi lại tự mình đem đến. Phô trương tới như vậy là sợ thân phận của mình bị bại lộ không đủ nhanh hay sao? Lý Giao là một quân cờ mà hắn đang đặt ở trong vòng bạn bè, nếu như bị phát hiện ra thì sẽ không còn giá trị nữa. Lý Giao dùng đôi chân dài xinh đẹp thon thả của mình bước tới cười rực rỡ, trực tiếp nắm lấy cánh tay của Dương Gian nói. Nếu như bị phát hiện thì cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì trở về thành phố Đại Sương cùng với ngươi, không phải ngươi có một cái công ty hay sao? Có cần một cô thư ký xinh đẹp hay không? Miễn phí nha, chỉ cần bao ăn bao ngủ là được rồi. Ta đã có một vị thư ký miễn phí rồi, dùng rất là thuận tay, vì vậy cũng không định đổi người khác. Vẻ mặt của Dương Gian bình tĩnh, đối mặt với lời trêu chọc của Lý Giao không hề lay chuyển. Không nhìn ra ngươi như vậy mà còn rất trăng hoa nha. Lý Giao cười, híp mắt nói, không sao hết, vậy thì thêm một người nữa, dù sao đi nữa thì ta cũng không để ý, bởi vì ta rất có lòng tin đối với chính mình, chắc chắn cuối cùng ngươi cũng sẽ lựa chọn ta thôi. Bước chân của Dương Gian dừng lại, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm túc nhìn cô. Ngươi cảm thấy thân phận thật sự của ngươi bị phát hiện, ngươi còn có thể sống sót đi tới thành phố Đại Sương cùng với ta hay không? Trong thế giới này, loại người như chúng ta biến mất một người còn dễ dàng hơn so với đạp chết một con kiến. Vừa rồi ta chỉ là nói giỡn thôi. Lý Giao thu hồi lại mấy phần tươi cười trên mặt, nói ta cũng không có ngu xuẩn như thế. Chỉ là bây giờ ở trên vòng bạn bè mấy vị trưởng phòng quản lý có chuyện quan trọng hơn để làm nên rất bận rộn. Có thể sẽ không để ý đến mấy cái hành động của một cái trợ lý nhỏ không đáng chú ý như ta. Dù sao con kiến tuy nhỏ, nhưng chỉ cần trốn tránh cẩn thận cũng có thể sống đến cuối cùng, không phải sao? Lên xe trước rồi hả nói, ở bên ngoài có chút lạnh. Hiện tại đã là mùa đông, nhiệt độ ở bên ngoài cũng không cao, qua thêm một đoạn thời gian nữa tuyết sẽ rơi. Vừa mới lên xe, hơi ấm từ máy sưởi ở trên xe đã ngay lập tức xua tan sự lạnh lẽo khi đứng ở bên ngoài. Lý Giao chủ động nhường ra ghế lái chính cho Dương Gian. Mình thì ngồi một bên ở ghế phụ, sau đó đem chiếc áo khoác bằng lông dày dặn đang mặc ở trên người cởi ra, bên trong chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản. Bởi vì bận rộn với mấy chuyện mà ngươi giao, suốt một đêm qua, ta đã phải thức trắng để làm thêm giờ, sau này ngươi phải bồi thường cho ta thật tốt đó. Nàng lười biếng ngáp một cái uể oải, sau đó nhìn về phía Dương Gian nháy nháy mắt, dùng một giọng điệu nũng nịu nói. Dương Gian không để ý tới người phụ nữ này. Hắn biết rằng tất cả những gì Lý Giao làm đều không phải là ý muốn của nàng, mà là kết quả của việc sau. Khi bị thay đổi trí nhớ, ngươi mới vừa nói mấy vị trưởng phòng quản lý trên vòng bạn bè đều bận rộn nhiều việc. Có chuyện gì xảy ra rồi à? Dương Gian nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt cẩn thận chú ý tới một đoạn tin tức ở bên trong đã bị lộ ra trước đó, chứ không phải bị thân hình gợi cảm của Lý Giao làm cho mê hoặc. Ngươi không nhận được thông báo từ tổng bộ hay sao? Dựa theo cấp bậc của ngươi vào bây giờ, cái tên Lưu Tiểu Vũ kia chắc chắn sẽ tiết lộ với ngươi chuyện đã xảy ra vào tối ngày hôm qua đi. Dù sao đi nữa đây cũng là một chuyện rất lớn, cũng rất là quan trọng. Lý Giao nói xong rồi lại nhìn vào đồng hồ, chắc cũng không có nhanh tới như vậy đâu. Dù sao đi nữa tin tức ở trong vòng bạn bè truyền đi sẽ nhanh hơn so với của tổng bộ một chút. Tối hôm qua, vẻ mặt của Dương Gian hơi thay đổi, là chuyện của quỷ họa sao? Lý Giao quay người trở lại hàng ghế phía sau lấy ra một túi hồ sơ. Đúng vậy, tối hôm qua có 5 con quỷ đi ra từ bên trong quỷ họa. Có 3 con quỷ đã được nến quỷ dẫn đi theo đúng như kế hoạch, nhưng giữa chừng đã xảy ra một chút chuyện bất ngờ ngoài ý muốn. Có 2 con quỷ không thấy đâu, tới bây giờ vẫn còn chưa có tìm được. Bên phía tổng bộ bên kia đã cử người đi lục soát, nhưng trước mắt vẫn chưa có kết quả. Bởi vì người cuối cùng tiếp nhận sự kiện chính là Khương Thượng Bạch, cho nên trong vòng bạn bè lúc này đang phải cố gắng hoạt động hết sức lực. Nếu không thì một khi sự kiện quỷ họa này bộc phát ra, vòng bạn bè phải gánh chịu ít nhất một nửa trách nhiệm.
Dù sao đi nữa thì quỷ cũng chạy đi ra từ trong tay của bọn họ. Đây là tư liệu của tất cả các thành viên mà ta có thể thu thập được ở trước mắt, ngươi có thể xem thử. Nói xong, nàng lấy túi tài liệu đưa cho Dương Gian. Dương Gian nhận lấy rồi nói, sự nguy hiểm tiềm ẩn của một sự kiện linh dị cấp S thật sự đã đủ khiến cho vòng bạn bè bận rộn, đặc biệt là ở lúc mấu chốt của việc xác định người ứng cử hội trưởng này. Hắn vừa nói chuyện vừa mở túi hồ sơ ra. Tất cả ở bên trong đều là một số hồ sơ cá nhân, nhiều tới như vậy. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1024, động tác của Dương Gian 2. Tùy tiện lật một cái, đã có mấy chục phần, điều này khiến cho Dương Gian cau mày lại ngay lập tức. Người ngự quỷ tham gia vào trong vòng bạn bè còn muốn nhiều hơn so với ở trong tưởng tượng của hắn nữa. Lý Giao có chút bất đắc dĩ rồi nói, đây chỉ là một phần ở trong đó mà thôi, đó là lý do tại sao ta khuyên ngươi không nên vội vàng ra tay. Một khi ngươi bắt đầu ra tay với những thành viên ở trên danh sách này, rất có khả năng sẽ đón nhận sự trả thù điên cuồng từ những người khác. Ngươi không thể chịu đựng được, tới lúc đó tổng bộ cũng không thể nào bảo vệ được ngươi. Dương Gian nhìn vào bên trên danh sách, rơi vào bên trong suy nghĩ. Đúng vậy, Lý Giao nói không có sai, số người ở trong vòng bạn bè còn nhiều hơn so với ở trong tưởng tượng, nếu muốn một mình giải quyết nó đúng lát không thực tế chút nào. Chưa kể rằng đằng sau mỗi người ngự quỷ rất có thể còn ẩn giấu những thứ gì đó khác nữa. Thôi bỏ đi, chúng ta lại tìm thêm những cách khác, chuyện này không thể gấp gáp được, cần phải từ từ, tốt nhất là nên lấy vị trí hội trưởng trước rồi nói sau. Nếu như ta không ra tay, những người ở trong vòng bạn bè sẽ ngay lập tức tay với ta ngay. Bọn họ đã lập xong kế hoạch, chẳng lẽ ta phải chờ để cho bọn họ thực hiện kế hoạch sao? Dương Gian đặt tập hồ sơ ở trong tay xuống, vẻ mặt lạnh lùng nói, vì vậy ta bắt buộc phải ra tay trước thời hạn. Như vậy sẽ rất là nguy hiểm đó. Trong lòng Lý Giao tràn đầy lo lắng, không tin, tưởng cho lắm. Dương Gian chỉ vào phía trên tài liệu nói, ngươi cảm thấy bên trên phần danh sách này có bao nhiêu người là cam tâm tình nguyện bán mạng cho những người trong vòng bạn bè kia. Phần lớn những người đó chỉ là treo cái tên mà thôi, tính cách của người ngự quỷ ta rõ ràng hơn nhiều so với ngươi. Ngươi định làm gì? Lý Giao nhìn hắn, nói ra câu hỏi trong lòng. Một cái thế lực thì luôn có vài thành viên nòng cốt phải không? Số lượng những thành viên nòng cốt này sẽ không nhiều, giết hết bọn họ, như vậy vòng bạn bè sẽ được giải quyết xong. Dương Gian nói rồi đem danh sách đưa lại cho Lý Giao, ngươi biết rõ ràng nhất, giúp ta lựa chọn ra đi. Làm tan rã các thành viên nòng cốt sao? Đây đúng là một cách chính xác, nhưng mà cách này có thật sự hiệu quả hay không vậy? Những người khác sẽ không đứng ra sao? Lý Giao cầm lấy tài liệu rồi nói. Không dám đứng ra, rất nhanh ta sẽ truyền ra tin tức, nói cho những người ở bên trong vòng tròn người ngự quỷ biết. À, quỷ nhãn Dương Gian muốn đánh một trận cùng với những người ở trong vòng bạn bè, nếu không muốn chết thì trốn xa một chút. Dương Gian nói. Ngay lập tức Lý Giao đã hiểu rõ cách làm của Dương Gian. Hắn là muốn dùng tên tuổi của mình để đe dọa những người khác, để bọn họ không dám hành động hấp tấp. Nhưng mà như thế có thể đe dọa được bọn họ sao? Đám người ngự quỷ kia đều là những kẻ điên, có rất nhiều hành động không thể dùng tư duy của người bình thường đi suy đoán bọn họ được. Chỉ có thể dùng thử cách này một chút. Ở trong lòng của Lý Giao âm thầm suy nghĩ, nàng không thể đoán được kết quả sẽ như thế nào. Nàng cũng không thể thuyết phục được Dương Gian từ bỏ hành động lần này, vì vậy cũng chỉ có thể ủng hộ kế hoạch lần này của Dương Gian. Ngay sau đó, nàng lấy ra một phần danh sách từ bên trong tập tài liệu ở trên tay. Ở đây nè, vòng bạn bè thật sự không có nhiều thành viên nòng cốt. Nếu như muốn ra tay, ta đề nghị giải quyết người này trước tiên. Hắn là tổng giám đốc của cao ốc Bình An. Nếu như người trong vòng bạn bè muốn đối phó với ngươi, trong những người lên kế hoạch chắc chắn là có hắn. Dương Gian cầm lấy phần tài liệu đó, vừa xem đã cau mày lại ngay lập tức, người bình thường. Đúng vậy, mặc dù phí tổng là người bình thường, nhưng mà có rất nhiều thứ cùng với công việc đều là do hắn làm. Dù sao đi nữa thì phần lớn đầu óc của những người ngự quỷ đều không được bình thường. Không thể đem một cái công ty lớn giao cho một đám người như vậy quản lý. Đương nhiên, phí tổng không khó đối phó, nhưng mà bên cạnh hắn lại có vệ sĩ. Lý Giao nói xong lại đưa qua thêm một phần tài liệu nữa, chính là hắn, Trương Kiến. Bây giờ mấy người bọn họ đang ở đâu? Dương Gian hỏi.
Hiện tại Phí Tổng chắc chắn đang ở trong công ty, ngươi không có khả năng ra tay ở cao ốc Bình An. Cho nên đầu tiên ngươi cần phải đi tìm cái tên Trương Kiến này. Lúc này chắc hắn đang chơi bời ở trong quán bar phía bên kia đường đối diện với cao ốc Bình An. Chỉ đường giúp ta. Dương Gian xem xét tài liệu của Trương Kiến một cách nghiêm túc, sau đó khởi động xe. Bình thường Trương Kiến cũng sẽ không xuất hiện thường xuyên ở công ty, chỉ sau khi Phí Tổng tan làm về nhà thì Trương Kiến mới lái xe đi theo hắn, bí mật bảo vệ suốt một chặng đường. Đầu tiên giải quyết Trương Kiến, tới lúc đó chúng ta có thể lấy xe của hắn lái đi, giả vờ như hắn vẫn còn sống, đi theo Phí Tổng về nhà. Trên đường đi, Lý Giao đã nghĩ ra một loạt các bước cần thực hiện của hành động. Với hiệu suất của chúng ta, chỉ cần hành động được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, những người ở trong vòng bè sẽ không phản ứng kịp. Đợi tới lúc bọn họ nhận ra mọi chuyện không ổn thì chắc là cũng đã không kịp xử lý nữa rồi. Tới rồi, không lâu sau đó, Dương Gian liền lái xe dừng lại ở trước cửa chính của một quán bar. Cửa lớn của quán bar đã đóng lại, bên trên còn treo bản hiệu tạm thời dừng kinh doanh. Không có ở đây sao? Dương Gian hỏi. Lý Giao nói, quán bar này là thuộc quyền sở hữu cá nhân của Trương Kiến, hắn không mở cửa cho người ngoài vào. Ngươi có thể đi vào từ cửa sau, hiện tại ta không tiện xuất hiện ở đây, cho nên không thể đi vào chung với ngươi, chỉ có thể chờ ngươi ở bên ngoài. Được, Dương Gian xuống xe trực tiếp đi thẳng về phía cánh cửa lớn đang đóng kia. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1025, Người điên cuồng 1. Mới sáng sớm tinh mơ, khi Dương Gian vừa mới bước vào quán bar đã đóng cửa thì lập tức đã nghe tiếng nhạc vang ra từ bên trong, âm thanh rên rỉ khiến người ta ngứa cả da đầu. Chân mày hắn ta nhăn lại, nhìn lướt xung quanh, đều thấy những thanh niên nam nữ đang trong trạng thái phấn khích, những người này như đang rất là mệt mỏi, đang dùng âm nhạc để xả ra hết năng lượng thừa của mình. Tưởng rằng sau khi đóng cửa sẽ không còn người, nhưng không ngờ lại còn nhiều hơn nữa, đang cố che đậy gì vậy? Trong lòng Dương Gian thầm nghĩ, nhưng giờ Trương Kiến đang ở đâu? Hắn nhìn qua từng người một, bắt đầu tìm kiếm vị trí của mục tiêu, và mọi người xung quanh đều không để ý đến một người mặc đồ không hợp đang ở đây. Ngay lúc này, trong một phòng VIP, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi, sắc mặt trắng bệch hơi sưng, miệng đang hút thuốc và đang cùng một đám thanh niên nam nữ chơi đánh bài. Cũng chỉ là chơi trò đấu địa chủ đơn giản. Ha ha, lại còn dám ra sảnh sao, lần này cho mấy người uống tới chết luôn. Trương Kiến vừa cười vừa bỏ bài xuống, thách nè, có bơm hay không? Nếu không có ta cho qua bài nha, cho qua. Mẹ nó, ngươi ra gì không ra lại ra sảnh. Người ngồi đánh bài chung là hai chàng trai khoảng 20 mấy tuổi, xung quanh họ là những cô nàng đi cùng. Toàn bộ đều là đến, đánh bài nhậu nhẹt với Trương Kiến. Ba theo một, có ai theo không? Trương Kiến tiếp tục đánh. Qua. Rất nhanh, lá bài cuối cùng được bỏ xuống bàn. Bàn này Trương Kiến thắng, hắn vừa cười vừa đá cái túi kế bên. Xem ra vận khí của hai ngươi còn thua hai người ngày hôm qua. Thắng tôi một lá bài ta cho 10.000, tiền đang ở đây, muốn lấy đi thì xem bản lĩnh. Nhưng mà nếu thua một lá thì uống một ly, quy tắc đã hiểu chứ? Xem trên tay mọi người còn dư bao nhiêu lá, ta không nói nhảm nữa. Rót rượu. Vừa vẫy tay, hai cô nàng bên cạnh lập tức lấy cái ly để lên bàn. Hai chàng trai thấy nguyên bàn rượu đã thấy ớn, nhưng cũng không còn cách nào mà cắn răng chấp nhận. Chẳng mấy chốc, hai người nãy một trước một sau đã không chịu được, lập tức đã che miệng chạy ra ngoài. Ha ha, nhanh vậy đã không chịu nổi rồi. Chỉ mới một bàn thôi mà. Trương Kiến vừa cười vừa vỗ tay, cảm thấy rất thú vị. Ai đi kêu tiếp hai người vô đây? Lần này tâm trạng ta tốt, đã thắng gấp đôi, có vẻ như tiền ngày hôm nay không thể thua rồi. Nói xong, từ trong túi hắn lấy một xấp tiền để lên bàn. Ta đi, ta đi. Hai cô nàng ngồi kế trừng mắt to ra, lập tức chạy đi kiếm người, chỉ cần ngồi đánh bài chung với Trương Tổng thì cũng là lúc này. Người nhanh tay thì giật được hơn mấy chục vạn, chậm tay thì chỉ giật được hơn ngàn vạn, trăm vạn. Cảnh tượng hoảng loạn. Trương Kiến cười toe toét, vừa hút thuốc vừa nhìn cảnh tượng xảy ra, không có ý định muốn dừng lại. Hắn thích cảnh tượng này, chỉ tùy ý có mấy chục vạn là có thể khiến cho các mỹ nhân như chó hoang bị bỏ đói mà giành giật nhau như trước mặt mình. Chỉ có mấy bàn cơ bạc mà đã khiến đám thanh niên này uống đến mạng cũng không cần.
rốt cuộc thì ta là người điên hay các ngươi mới là người điên? Ta thấy, tất cả chúng ta đều là người điên, chỉ là có người biết diễn, có người không biết diễn thôi. Trong lòng hắn vui vẻ mà nói. Một thời gian trôi qua, rất nhanh, lại có hai chàng thanh niên tinh thần phấn chấn, vẻ mặt như chắc thắng và không sợ chết mà bước vô phòng. Trương Kiến bỏ điếu thuốc xuống và nói, nếu đã biết quy tắc thì ta cũng không nhiều lời, chia bài, con người ta rất công bằng, nếu như thua thì đừng đổ thừa ta chơi ăn gian. Nhưng cuộc chơi diễn ra được một nửa thì, anh bạn này, bây giờ không được vô. Ngoài cửa có tiếng cản trở của bảo vệ. Ầm. Một tiếng động vang lên, cánh cửa VIP đã được mở ra, có một thanh niên sắc mặt vừa lạnh lùng vừa rất có khí phách mà bước vô. Ai vậy? Làm ta giật cả mình. Một cô gái bị hù tới nhảy lên. Đừng nhúc nhích. Hai người bảo vệ lập tức xông vào, bắt lấy chàng thanh niên xông vào, đang chuẩn bị ấn xuống chế ngự. Nhưng tiếp đó hai người cảm thấy có gì đó không đúng. Người thanh niên này không cường tráng lắm nhưng sao cơ thể lại nặng đến đáng sợ vậy? Cho dù dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể ấn hắn ta xuống đất. Trương Kiến, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không cảm tình của Dương Gian nhìn về hướng của Trương Kiến đang ngồi trên sofa. Trương Kiến có chút ngơ ngác và bất ngờ, nụ cười điên cuồng lúc này đã tắt đi, bài đang cầm trên tay cũng bỏ xuống, có vẻ như hắn đã nhận ra được thân phận của người đột nhiên xông vô này là ai. Đây là vệ sĩ của người sao? Sau khi xác nhận thân phận của Trương Kiến, rồi lại nhìn sang hai người bên cạnh. Trương Kiến búng búng khói thuốc, cười và nói, đừng hiểu lầm, ta và họ không quen biết, nếu như tâm trạng ngươi không tốt thì ngươi có thể làm cho họ biến mất, ta không có ý kiến gì. Trương Tổng, thật xin lỗi, đây là sơ suất của chúng ta, không ngờ thằng danh này lại xông vào, giờ ta sẽ đưa hắn ra ngoài. Hai người bảo vệ liên tục xin lỗi. Ngươi nhìn xem, hai tên ngốc này không có sức lực gì cả, khó trách sao phải làm bảo vệ cả đời, thế mà còn dám nói là người của ta nữa. Sự việc này đích thực là do ta không? Đúng, thật không ngờ đại nhân vật như ngươi lại đến chỗ tồi tàn này. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1026, Người Điên Cuồng 2. Trương Kiến đứng dậy, sau đó bước tới hai người bảo vệ, mỗi người đá cho một cái. Có vẻ như sức mạnh quá lớn, hai người bảo vệ bị đá văng ra khỏi phòng, ói cả máu ra ngoài. Những người nhìn thấy cảnh này đều bị đơ cả. Đây là người sao? Sao lại mạnh đến vậy? Ta đến để kiếm ngươi. Dương Gian không có quay đầu, không quan tâm đến hai người bảo vệ, ánh mắt chỉ nhìn vào Trương Kiến. Kiếm ta. Trương Kiến bước tới ngồi lên ghế sofa, một tay ôm lấy cô nàng vừa cười vừa nói, tuy ta đánh giá cao về ngươi, nhưng ta nhớ giữa chúng ta không có liên kết gì với nhau. Đương nhiên nếu ngươi tới đây chơi thì ta lúc nào cũng hoan nghênh, mọi chi phí sẽ do ta thanh toán. Nếu thiếu bạn nữ thì ta có thể giới thiệu một cô nàng trẻ trung xinh đẹp. Không, một cô không đủ, năm cô thì như thế nào, nhiều quá ta sợ người không chịu nổi. Trương Tổng, soái ca này là ai vậy? Là bạn của Trương Tổng sao? Sao lúc trước chưa từng gặp vậy? Lúc này có cô nàng mặc áo dây can đảm mà hỏi. Dù gì trong mắt của họ thì người này và Trương Tổng là cùng một cấp bậc, cũng là người giàu có, nhưng lại trẻ hơn Trương Tổng nhiều, nói không chừng sau này có cơ hội mà quen biết. Các ngươi không quen biết hắn sao? Ha ha! Trương Kiến lúc này cười to ra, Dương Gian, ngươi có nghe không? Mọi người không quen biết ngươi, đường đường là quỷ nhãn Dương Gian mà mọi người đều không biết. Vậy sau này đừng nói mình ra làm ăn nha! Và còn là người mạnh mẽ duy nhất giải quyết sự việc cấp S ở nước ngoài là được Tổng thống tiếp kiến rồi. Tổng thống tiếp kiến? Có nói khoác không vậy? Cô nàng mặc áo dây có chút nghi ngờ. Trương Kiến hút một hơi sâu, Dương Gian, ngươi thấy rồi đó, dù cho ngươi có đáng sợ bao nhiêu, lợi hại bao nhiêu thì cũng không thể lên bàn tiệc được, loại người như chúng ta nhỏ bé đến nổi bảo vệ còn cản trở mình. Nếu như họ biết được năng lực của chúng ta thì họ chỉ xứng quỳ trước mặt mà la cứu mạng thôi, bởi thế cái thế giới này đã khủng điên lắm rồi. Ngươi có cần suy nghĩ gia nhập vào chúng tôi không? Có muốn nếm thử cảm giác đạp người ta dưới chân là như thế nào không? Dù gì đời người không dài, không nổi loạn chút thì có những người không bao giờ nhìn thẳng mình được. Thần thái hắn có chút điên cuồng, như đang chìm vào thế giới điên cuồng của bản thân. Xem ra trạng thái tinh thần của ngươi không mấy ổn định, như thế cũng tốt. Dương Gian không chút động lòng,
ánh mắt vẫn rất lạnh lùng. Ngươi cảm thấy ta bị điên sao? Không, ta không bị điên, ta tỉnh táo hơn bất kỳ ai, họ mới là bị điên. Sắc mặt của Trương Kiến trở nên dữ dằn, một tay bóp lấy cổ của cô nàng ngồi cạnh, sức mạnh kinh khủng, nghe như có tiếng gãy xương, cổ của cô nàng như đang bóp gãy. Những người khác thấy vậy sợ giật cả mình. Hãy nói ta biết, nàng có yêu ta không? Trương Kiến sờ lấy mặt của cô nàng bị nghẹt thở và hỏi cô với gương mặt nghiêm túc. Yêu, yêu. Cô nàng gật đầu lia lịa, sợ tới khóc ra nước mắt. Trương Kiến cười hài lòng, rồi buông tay ra. Rất tốt, câu trả lời của nàng khiến ta rất hài lòng, thứ này tặng cho nàng. Nói xong, hắn đá túi tiền qua cho cô nàng. Nhưng cô nàng ngồi chung đánh bài khi thấy cảnh này ai nấy đều bị đơ. Sự việc chuyển biến đến quá nhanh. Đó tổng cộng có nhiêu tiền? 1 triệu hay 2 triệu? Trương Kiến lại hỏi, các nàng có yêu ta không? Yêu, yêu. Những người còn lại như điên vậy, chen lấn nhau mà la lên, sợ bị rớt lại phía sau, ngay cả hai chàng thanh niên đánh lúc nãy cũng la hét lên. Biết đâu đàn ông cũng được. Ha ha, Trương Kiến ôm lấy các mỹ nữ, cười điên cuồng. Các cảnh này đều diễn ngay trước mắt Dương Gian, khiến hắn có chút khó chịu mà nhăn mày lại. Hắn ta không ý kiến gì, bình tĩnh mà nói, ngươi diễn xong chưa? Tuy không hay lắm, nhưng cũng rất đặc sắc. Trương Kiến có chút ngờ vực, sau đó là nụ cười có chút ngượng lại, đồng thời trong lòng có gì đó bất an. Hắn ta phát hiện các cảnh vật xung quanh đang từ từ biến mất. Trước tiên là bức tường của phòng VIP rơi xuống, sau đó là những con người xung quanh cũng biến mất, đồ dùng trong phòng cũng từ từ rớt xuống. Cái đèn phía trên đầu cũng không biết từ lúc nào mà biến thành một mảnh màu đỏ. Tất cả âm thanh ồn ào cũng tan biến, tất cả các ánh sáng cũng tan biến. Thế giới nơi đây đang bị tia sáng màu đỏ bao phủ. Quỷ vực. Trương Kiến đột ngột đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm vào Dương Gian, ngươi đến giết ta sao? Người ngự quỷ không vô duyên vô cớ mà sử dụng sức mạnh của quỷ, một khi đã sử dụng thì chắc chắn có việc không làm không được. Ở đây đã không còn người khác, cho nên mục tiêu của Dương Gian vô cùng chính xác, chỉ là không ngốc thì đều biết được. Đừng hiểu lầm, ta không phải đến giết người, chỉ là đi qua tòa nhà bình an thuận tiện chôn ngươi thôi. Mất công ngươi đem tới phiền phức cho ta, hôm nay ta có thể sẽ rất bận nên không có thời gian chào hỏi. Dương Gian nói. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1027, đưa tiễn 1. Thuận tiện giết ta. Trương Kiến sau khi nghe các lời này của Dương Gian sắc mặt trở nên âm u, cái thằng này thật là cái gì cũng dám nói, một chút kiêng kỵ cũng không có, có vẻ như đang nói một chuyện nhỏ mà thôi. Có phải cảm thấy ta không nổi bật, hay thằng này giờ lớn mạnh đến nỗi không xem các người ngự quỷ khác ra gì sao? Dù có muốn giết ta thì cũng không gấp mấy phút đó, cũng phải cho ta biết rõ tại sao, đây hình như là ta và ngươi lần đầu gặp mặt, lúc trước cũng không có chuyện gì liên quan đến ngươi. Trương Kiến hỏi nghiêm túc, đồng thời cũng nhớ lại những việc xảy ra gần đây. Dù cho cố gắng nhớ đi nữa thì cũng không nhớ được có chuyện gì là liên quan tới Dương Gian. Chẳng lẽ hắn ta có bạn bị ta ức hiếp trong quán bar này sao? Hay là có người dùng tiền để nhờ Dương Gian đến giải quyết ta? Trương Kiến vừa suy nghĩ vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Khu vực quỷ vực có vẻ không lớn, chưa tới 100 mét vuông. Với mức độ quỷ vực này thì nếu có đánh thì chưa chắc sẽ thua cho thằng này. Dương Gian bỗng cười một cái, hắn đi lên vài bước, ta và các bạn trong hội thân hữu của ngươi cũng là lần đầu gặp mặt, nếu không thì đã không trở thành đối tượng bị các ngươi đàn áp. Có những việc cần làm thì không cần lý do, cũng như quỷ muốn giết người vậy, chỉ cần phù hợp điều kiện thì phải chết, đúng lúc điều kiện của ngươi hợp với người ta muốn giết. Sắc mặt Trương Kiến có chút thay đổi, vô giác mà lui ra sau vài bước, đối với Dương Gian có chút kiêng dè, đồng thời cũng ý thức được gì đó. Thì ra là vậy. Người trong hội thân hữu muốn đối phó với ngươi, nên ngươi muốn ra tay trước, nhưng ta trong hội thân hữu chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Nói câu khó nghe là dù sống hay chết cũng không quan trọng, ngươi không nên nhắm ta mà đến, mà nhắm Phí Tổng ấy. Hắn ta bỗng nhiên nhớ ra mình là người ngự quỷ ngầm bảo vệ Phí Tổng. Nếu như mình chết đi, thì hôm nay Phí Tổng sẽ không có cơ hội đánh trả khi đối mặt với Dương Gian. Ngươi không ngốc như ta tưởng, ta đích thật là nhắm tới Phí Tổng. Dương Gian gật đầu. Việc này có thể thương lượng được, ngươi muốn giết Phí Tổng thì cứ đi giết,
xem như hôm nay ta không có xuất hiện qua, cũng sẽ không cản trở hành động của ngươi, càng không ra tay bảo vệ hắn. Trương Kiến lập tức nói như bán phí tổng mà không do dự gì. Ánh mắt Dương Gian có chút thay đổi, một ánh mắt kỳ dị không phải của hắn đang nhìn Trương Kiến. Trong cuộc họp hội thân hữu các ngươi có nói sẽ tìm cơ hội thích hợp giết chết ta, ngươi là vệ sĩ của phí tổng thì không thể không biết việc này. Nghe đồn, đôi mắt Trương Kiến nheo lại, cả việc này Dương Gian cũng biết sao? Nói đùa sao, cuộc họp mới diễn ra 2 ngày thôi mà, và những người tới tham dự cuộc họp hội thân hữu đều là những nhân vật nòng cốt, thật chất tin tức không thể nào lại lọt ra ngoài được. Nhìn mặt của ngươi là biết việc này rồi, nếu đã biết được vậy ngươi có còn muốn bảo vệ phí tổng đó nữa không? Nếu lập trường của ngươi đã rõ ràng vậy thì việc này ngươi không thể không có liên quan được, cho nên hôm nay ta đến. Dương Gian mặt không biểu cảm, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Mẹ nó. Trong lòng lúc này của Trương Kiến bị ức chế muốn chửi người, cảm giác như Dương Gian đang muốn ra tay với mình trước. Ngươi cũng đừng kéo dài thời gian nữa, cho dù quỷ vực này do ta mở để nói chuyện với ngươi thì cũng không ảnh hưởng gì đến ta. Khoảng cách ta cách ác quỷ thức tình còn xa, nếu như ngươi không muốn chết thì hãy thử đấu tranh xem sao, biết đâu có thể thoát ra được quỷ vực. Dương Gian đợi Trương Kiến phản kích. Trong tài liệu của Lý Giao không có thông tin quỷ của Trương Kiến, bởi vậy hắn phải cẩn thận chút. Thậm chí khi giáng ngự một con quỷ cũng có thể trong phút chốc giết chết mình, bởi cách chắc chắn nhất là dò xét trước. Cẩn thận là thứ mỗi một người ngự quỷ đều phải có. Đừng thấy Trương Kiến chơi đùa điên cuồng như người bình thường vậy, nhưng khi hắn bước vào quỷ vực của thì thái độ điên cuồng đó không còn nữa, mà trở nên nghiêm túc và cảnh giác hơn, thậm chí biết thông qua nói chuyện mà kéo dài thời gian. Tuy là lãng phí 10 mấy giây của Dương Gian, nhưng lại nâng cao được tỷ lệ sống sót của hắn. Giết ta đối với ngươi cũng không có lợi ích gì, nếu mà đánh nhau có thể ta sẽ chết, nhưng ngươi cũng không dễ dàng gì, hay vậy đi, bắt đầu từ bây giờ. Ta rời khỏi thành phố này, rút khỏi hội thân hữu, bảo đảm sẽ không tiết lộ tin tức của ngươi, chúng ta xem như bắt tay làm hòa. Đương nhiên, nếu cần đền bù ta có thể tặng cho ngươi một ít tiền và một ít tài sản, giá trị sẽ khiến ngươi vừa ý. Trên trán Trương Kiến đổ mồ hôi hột, hắn cảm thấy thái độ của Dương Gian muốn giết hắn là rất kiên quyết. Kiên quyết đến nỗi khó mà khuyên được. Đây tuyệt đối không phải việc tốt gì. Ta đã dùng đến quỷ vực thì ngươi cảm thấy việc này còn có thể quay đầu sao? Dương Gian hỏi ngược lại, nếu lúc ta vừa mới bước vào ngươi chủ động nói các lời này thì có thể ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi thừa biết ta đến không thiện ý, vậy mà còn ở đó giả điên, còn nói gì mà gia nhập hội thân hữu các ngươi, vẻ mặt y như không biết gì cả. Theo ngươi ta sống được tới giờ là nhờ vào gì? Nếu như ngươi sợ ta không dám chủ động xé nát mặt, thì ta cũng không khách sáo. Nói xong, lòng bàn tay lạnh nhạt không máu của hắn đã hướng tới Trương Kiến. Trương Kiến lập tức cảm thấy không ổn, khi đã có ý thức muốn phản kích thì đã quá trễ. Hắn ta cảm thấy toàn thân mỗi một bộ phận như đang bị một đôi tay lạnh lẽo bắt lấy, toàn thân không thể nhúc nhích. Đồng thời trên mặt hình như có xuất hiện dấu tay, dưới tác động của một lực đáng sợ, cổ dần dần bị vẹo sang một bên. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1028, đưa tiễn 2. Két, két, từ cổ phát ra tiếng gãy đốt sống cổ. Sắc mặt của Trương Kiến hung dữ, hơi thở gấp gáp, như đang cố gắng giành sự sống, nhưng cũng không có tác dụng, hắn thậm chí còn không nhìn thấy con quỷ giết mình rốt cuộc đang ở đâu. Sắc mặt điềm tĩnh của Dương Gian đứng trước mắt hắn, nhìn thấy cái cổ của hắn từ từ bị gãy. Trong mắt người khác, Trương Kiến như đang đứng yên không động đậy, nhưng trong mắt của hắn thì trên người Trương Kiến xuất hiện đến mấy dấu tay chết người. Các dấu tay chết người này như đang bắt lấy hắn, giống như đang bị một con ác ma đang lấy mạng hắn vậy. Không định dùng sức mạnh quỷ của mình sao? Ánh mắt Dương Gian thay đổi, phải chăng hắn không tự tin ra tay, muốn đợi thêm chút nữa? Dù gì hắn cũng biết ta là người giá ngự đến 3 con quỷ. Nếu đã như thế thì cho hắn một cơ hội giết ta vậy. Trương Kiến là một người ngự quỷ nhưng lại vẻ mặt không chống cự gì cả. Hắn đau khổ, sợ hãi, trừng mắt to ra, cái cổ bị vặn đến 90 độ, cơ thể như đang bị co giật, không thể nào động đậy được. Xem ra ngươi yếu hơn ta tưởng, loại như ngươi mà cũng có thể làm vệ sĩ của phí tổng sao. Nếu đã như thế thì hãy yên tâm lên đường đi. Sau khi vừa dứt lời, răng rắc,
Một âm thanh giòn giã đã vang lên, cái cổ của Trương Kiến bị vặn gãy triệt để. Cái đầu trên cổ sau khi xoay đến hai vòng rồi mềm nhũn mà rớt xuống, đồng thời cơ thể mất đi năng lực hoạt động, không còn co giật nữa. Tốn thời gian của ta, giọng điệu của Dương Gian có chút khinh thường, hắn xoay người chuẩn bị rời đi, tia đỏ xung quanh cũng từ từ biến mất. Và ngay lúc này, cái cổ bị vặn gãy nằm ở dưới đất, Trương Kiến hoàn toàn không còn hơi thở, đột nhiên mở to mắt. Cơ thể của hắn như một trái bánh nhanh chóng bị teo lại, rất nhanh đã biến thành một tấm da người trống rỗng. Không khí lúc này cũng đã ngập tràn mùi hôi thối của thi thể, mùi hôi này nồng tới đáng sợ, cảm giác như khiến cho người ta nghẹt thở. Dương Gian, ngươi chết chắc. Mờ thanh của Trương Kiến như ác quỷ mà vang dội xung quanh, nhưng cái xác quái dị của hắn rõ ràng là đang nằm đó không động đậy. Mùi xác chết nồng nàn tụ tập lại như đang hình thành một dáng người mơ hồ. Dáng người mơ hồ này bao trùm cả người Dương Gian, đồng thời từ miệng, mũi của Dương Gian mà chui vào trong cơ thể. Cơ thể Dương Gian run một cái lập tức không động đậy được. Ngươi có biết vì sao trong hội thân hữu ta không được bày lên bàn tiệc không? Vì ta có thể xâm nhập vào bất kỳ người ngự quỷ nào và có thể thay thế được nó. Cái người nằm dưới đất chỉ là một cơ thể lúc trước ta chiếm lấy mà thôi, ngươi sẽ là người tiếp theo. Tiếng nói của Trương Kiến đang vang lên trong đầu Dương Gian, giọng nói của hắn vừa dữ dằn lại vừa điên cuồng. Cơ hội giết Dương Gian chỉ có một. Hắn nhất định phải chọn đúng thời cơ, chứ người nắm giữ quỷ vực như Dương Gian thì hắn ta không thể nào bắt được, chỉ có thể bị nhốt tới chết mà thôi. Lỡ như cho hắn cơ hội bắt được, Trương Kiến tin rằng cơ hội giết chết Dương Gian là có thế, dù gì hắn cũng chỉ là người thì sẽ chết. Nếu như may mắn có thể khống chế được cơ thể của người giá ngự đến ba con quỷ, thì quỷ nhãn tiếp theo sẽ không còn là Dương Gian, mà sẽ là Trương Kiến. Rất nhanh, giọng nói của Trương Kiến đã không còn, dường như mùi xác chết nồng nặc xung quanh khiến người ta nghẹt thở đã không còn nữa. Mọi thứ trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Thành công rồi sao? Lúc này trong đầu Trương Kiến có một suy nghĩ, hắn đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của Dương Gian, mà hình như cũng không cảm nhận được cơ thể mới. Dường như lúc nãy người mà hắn giết không phải là một con người còn sống, mà là một vật đã chết. Xâm nhập cơ thể loài quỷ này, đích thật đúng là rất nguy hiểm. Nếu như ta không đoán sai, thì mùi cơ thể này là quỷ. Nếu như người bình thường mà ngửi được mùi này sẽ lập tức bị giết chết. Loại mùi này ẩn rất tốt, lúc đầu không phát ra có thể là sợ ta có cảnh giác, đúng không? Giây phút tiếp theo, giọng nói của Dương Gian tiếp tục vang vọng xung quanh. Sau khi giây phút nghe thấy âm thanh này, trong lòng Trương Kiến cảm thấy run lạnh. Sao lại như vậy? Sau đó Trương Kiến phát hiện cơ thể mình mới xâm nhập vào Dương Gian bắt đầu bị sụp vỡ, biến thành một đống đất có mùi hôi thối rãi đầy dưới đất. Mùi hôi thối của xác chết vẫn còn quanh quẩn chưa tan. Không có gì là không được, lúc này ngươi chỉ là ở quỷ vực tầng thứ nhất mà thôi, bây giờ mới là tầng thứ hai. Khi âm thanh vừa dứt, hoàn cảnh xung quanh lại lần nữa được tia sáng màu đỏ bao phủ. Không xa lắm, Dương Gian đang đứng đó với sắc mặt lạnh lùng, không động đậy, trên trán xuất hiện một con mắt phát tán ra tia sáng kỳ quái, như ác quỷ đang dò xét xung quanh. Quỷ vực tầng 2, Trương Kiến đơ một cái. Dương Gian nói tiếp, sẵn tiện nói cho hay, bản thân ta là ở khu vực tầng thứ 3, nếu con quỷ của ngươi không xâm nhập vào tầng này thì không thể nào giết chết ta được. Dù gì biệt hiệu quỷ nhãn không phải là hư danh, những gì nhìn thấy ở trước mắt ta có thể không phải là thật. Và trong khu vực tầng thứ 3, không có sự tồn tại của Trương Kiến đã lộ nguyên hình. Là một cái xác bị hôi thối cấp độ cao, khi đứng đó các thịt bị thối nát không ngừng rơi xuống. Máu màu đen, da thịt bị nát, nước xác chết hôi thối. Đây đều là cội nguồn của sự hôi thối. Các vật thối nát đó không được chắp vá tỉ mỉ mà đều là ở trạng thái vỡ nát, chỉ có cái đầu là được bảo tồn hoàn chỉnh. Bị quỷ xâm nhập đến trạng thái này thì dự đoán khoảng thời gian thức tỉnh sẽ không còn xa nữa, khó tránh sao tinh thần không chịu được. Thằng chết tiệt, nếu đã thế rồi, bản thân lại nguy hiểm, cách tốt nhất trong tình trạng này là khiến người biến mất. Nói xong, trong phút chốc đã khởi động quỷ vực tầng thứ 5, ánh mắt của quỷ nhãn tập hợp lại tạo thành một tia sáng bao trùm cả người Trương Kiến. Giây phút tiếp theo quỷ vực đã biến mất, Trương Kiến cũng biến mất. Ngay cả con quỷ không ngừng xâm nhập vào cơ thể hắn cũng biến mất. Ngay cả quỷ cũng tiễn đi được, thật đúng là kỳ diệu mà. Dương Gian thấy mọi thứ trống rỗng trước mặt, không chịu được mà đã sờ lên con mắt trong lòng bàn tay của mình. Nhưng hắn biết rằng quỷ tiễn đi sẽ không chết, chỉ là tạm thời biến mất trong thế giới thực tại,
có thể sau này sẽ xuất hiện nữa. Nhưng sẽ xuất hiện tại đây hay xuất hiện tại một chỗ khác thì không thể biết được. Nhưng có thể khẳng định là Trương Kiến chắc chắn đã chết. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1029, đến nhà thăm viếng một. Trương Kiến này tuy chỉ là giá ngự một con quỷ, nhưng mức độ uy hiếp ta vẫn có, đúng vậy, cẩn thận một chút vẫn không sai. Từ trong xác chết còn sót lại của Trương Kiến, Dương Gian lấy đi chìa khóa và điện thoại, sau đó rời khỏi chỗ này. Trước khi ra tay, hắn đã dùng quỷ vực dẫn Trương Kiến xuống lòng đất để tránh Trương Kiến chạy thoát, còn nữa là lo ngại con quỷ trong người hắn mất kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến quán bar. Nếu lỡ như con ác quỷ Trương Kiến thức tỉnh thì ít nhất trên 100 người gần đây sẽ mất mạng. Khi hắn bước ra từ cửa sau quán bar thì thấy Lý Giao đang ngồi đợi trên xe. Lý Giao đeo kính đen, thay một bộ đồ và đổi kiểu tóc, chỉ là nguy trang đơn giản. Khi thấy Dương Gian bước ra, nàng lập tức cười và nói, nhanh hơn ta tưởng. Xem ra không gặp rắc rối gì rồi. Tuy Trương Kiến có một số thông tin quan trọng ta không biết, nhưng ta biết hắn không uy hiếp được gì ở ngươi. Trong tổng bộ người giá ngự đến ba con quỷ không có nhiều. Chưa kể trong số người ngự quỷ thì Dương Gian thuộc loại dị dạng, sau này hắn sẽ không xuất hiện trên thế giới này nữa. Tiếp theo sẽ là Phí Tổng, hắn ta khoảng khi nào tan ca? Dương Gian trực tiếp hỏi. Vậy thì phải xem ngươi muốn giải quyết hắn ở đâu. Lý Giao trả lời, không có Trương Kiến bảo vệ, hôm nay chỉ cần hắn ra khỏi tòa nhà Bình An thì ngươi có thể khiến hắn biến mất. Nhưng ta khuyên ngươi hãy để nó đi xa chút rồi mới động thủ. Dù gì trong tòa nhà vẫn còn các người ngự quỷ khác. Tuy tin người động thủ không thể giấu được, nhưng hiện tại họ vẫn chưa biết ngươi đang hành động. Giấu được lúc nào hay lúc đó, cũng là đều tốt mà. Có lý, đây là chìa khóa và di động của Trương Kiến. Nàng biết cần phải làm gì rồi chứ? Dương Gian đưa đồ cho nàng. Lý Giao gật gật đầu. Ta sẽ giả mạo Trương Kiến chạy phía sau Phí Tổng rồi tìm thời cơ, nhưng chúng ta chỉ có thời gian một ngày. Qua ngày thứ hai, nếu Trương Kiến và Phí Tổng cùng mất tích trong hội thân hữu thì chắc chắn sẽ có người phát hiện. Chỉ cần thời gian một ngày thì ta có thể khiến 3-5 người quan trọng biến mất. Dương Gian trả lời điềm tĩnh. Vậy lát gặp sau. Lý Giao lắc lắc chìa khóa vừa cười vừa nói. Dương Gian không lên tiếng mà chỉ xoay người bước đi. Trên thực tế thì đối phó một người không ai bảo vệ thì không cần phải tốn nhiều công sức, chỉ là hắn cảm thấy nên gặp Phí Tổng xem sao. Có thể sẽ hỏi được gì đó, dù gì trong hội thân hữu hắn cũng là một trong những người quyết định, chắc chắn sẽ biết được nhiều hơn trợ lý Lý Giao. Sân thượng tòa nhà Bình An. Có một đàn ông trung niên khoảng 30 mấy tuổi, đang trong phòng họp nói năng rất mạnh mẽ, bên tổng bộ do sự việc quỷ họa chưa được giải quyết viên mãn, đây là tai họa ngầm. Ta nghĩ sự việc quỷ họa sẽ lại bùng phát lần nữa. Theo điều tra sau đó, trong sự việc quỷ họa, hai con quỷ bị biến mất đằng sau có bóng dáng của một thế lực khác. Hình như có người không muốn giải quyết sự việc quỷ họa và sự việc quỷ sai cùng lúc, cho nên đã dùng thủ đoạn nào đó để khiến quỷ rời khỏi. Chứ không theo phương thức hành động của quỷ sẽ không biến mất mà không một dấu vết nào. Ý Phí Tổng là đằng sau có người phá hoại trong cuộc hành động này sao? Trong bàn họp, Khương Thượng Bạch rụi rụi cái đầu. Hắn có vẻ rất mệt mỏi, có vẻ như hai hôm nay bận không ít việc. Ta chỉ suy đoán như vậy, nếu không khẳng định nghi ngờ là quỷ, thì trực tiếp là do người rồi. Phí Tổng nói, sự việc quỷ họa mới bắt đầu là bùng phát tại nước ngoài, chết không ít người, đồng thời cũng tiêu diệt được một đoàn người ngự quỷ xuất sắc. Đối với nước ngoài đây là sự tổn thất trầm trọng. Nếu như có người muốn cân bằng thực lực giữa các nước, thì vào lúc nguy cấp sẽ có động cơ phá hoại. Đồng thời tin tức của sự việc quỷ họa cũng được che giấu rất nhiều. Một thanh niên phân tích nói, nếu nói thế thì không thể nào kiếm được sao? Một người tên là Hạ Thiên Hùng nói. Phí Tổng nói, vậy thì phải xem trong thời gian này sự việc quỷ họa có bùng phát không? Nếu như trùng hợp sự việc quỷ họa cũng xảy ra tại đây, thì khả năng có người can dự là rất lớn. Đương nhiên đó cũng là một cơ hội đối với chúng ta. Trong địa bàn chúng ta xảy ra sự việc ma quái, đây phải chăng là một việc tốt? Khương Thượng Bách nhíu mày nói. Trong phạm vị người ngự quỷ cũng có phân chia địa bàn, ví dụ như Dương Gian là ở thành phố Đại Sướng, diễn đàn linh dị Diệp Chân là ở thành phố Đại Hải. Làm thế với mục đích là đề phòng xung đột giữa hai bên, đồng thời cũng có cân nhắc đến bố cục, nếu nói tới địa bàn tốt nhất thì đó là hội thân hữu tại đây. Phí Tổng đột nhiên hỏi, Dương Gian vẫn còn đó phải không?
Nếu như sự việc quỷ họa lại xuất hiện, vậy thì không cần kiêng dè gì nữa mà trực tiếp giết chết Dương Gian, sau đó đẩy sự việc lên quỷ họa. Như thế thì chúng ta không cần tốn tinh thần mà cứ canh chừng họ hoài, đồng thời có thể hoàn thành trước kế hoạch của đội trưởng. Sẵn tiện giải quyết cái rắc rối này, rất tốt. Phương Thế Minh ngồi phía trên vừa cắt móng tay vừa điềm đạm trả lời. Ngoài ra nếu sự việc của quỷ họa thực sự xuất hiện thì sẽ làm tiêu hao năng lực của các nhân lực của tổng bộ. Đây đối với việc nâng cao địa vị của hội thân hữu chúng ta rất là quan trọng. Có thể, nhân cơ hội này tạo áp lực cho Tào Bộ trưởng, khiến hắn sử dụng đến đinh quan tài đó. Khương Thượng Bạch bổ sung. Cái đinh mà đóng chết quỷ chết đói vô cùng quan trọng. Cho dù người ngự quỷ nào lấy được nó thì đối với sự việc ma quái sau này đều có thể đấu tranh trực tiếp. Nếu như biết lợi dụng thì có thể không bị thương tích mà giải quyết được sự việc quái dị. Chỉ là Tào Diên Hoa quá bảo thủ, hoặc là quỷ chết đói gây ra hậu quả quá lớn, chỉ sợ sự việc quỷ sai bùng phát, hắn cũng không nghĩ đến phải dùng đến đinh quan tài. Các bạn đang nghe chuyện khủng bố sống lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1030, đến nhà thăm viếng 2. Trong cuộc họp tiếp tục thảo luận các vấn đề khác, sau đó sắp xếp một số việc tương ứng. Sau khi cuộc họp kết thúc, Phí Tổng trở về phòng làm việc của mình và bắt đầu làm các công việc khác. Có nhiều người chỉ mang tiếng giám đốc, tổng tài, nhưng thực tế chỉ biết nhận lượng ngoài ra không làm gì khác, đa số công việc đều do hắn giải quyết. Và từ các tin tức gần đây hắn mà cảm nhận được sau này sẽ ngày càng nguy hiểm, chỉ có lên con thuyền hội thân hữu trước thì mới có thể bảo vệ an toàn cho bản thân và người nhà mình. Việc Phí Tổng cần làm bây giờ là không được rớt khỏi ra thuyền. Bận rộn tới buổi chiều 4 giờ thì Phí Tổng tan ca. Sau khi uống xong ly cà phê cuối cùng, sắp xếp lại tài liệu trên tay, các việc còn lại giao cho trợ lý và thư ký xong thì chuẩn bị về nhà. Đi tới bãi giữ xe, đúng giờ này là tài xế đã đứng đó đợi. Hôm nay đi theo con đường này về, Phí Tổng vừa lên xe thì vẽ lên iPad con đường về nhà rồi nói. Dạ Phí Tổng. Tài xế lập tức khởi động xe. Để bảo đảm an toàn, mỗi ngày về nhà Phí Tổng đều chọn các đường đi khác nhau, xe cũng là chọn ngẫu nhiên, vì để đảm bảo không ai có thể theo dõi được mình, đồng thời cũng định kỳ thay đổi địa chỉ nhà. Không có cách khác. Tuy là gia nhập vào hội thân hữu là có chỗ dựa vững chắc thiệt, nhưng cũng đắc tội rất nhiều người, nói tóm lại thì cẩn thận vẫn hơn, hắn chỉ là người bình thường, sao chơi lại người ngự quỷ chứ? Phí Tổng gửi tin nhắn lộ trình cho Trương Kiến, để Trương Kiến chuẩn bị theo xe bảo vệ. Sau khi xe của Phí Tổng rời khỏi tòa nhà Bình An, đối diện bên đường trong xe Trương Kiến thì Lý Giao cũng nhận được tin nhắn. Phí Tổng này đang chạy vòng vo gần đây. Lý Giao nhìn lộ trình có chút nói không lên tiếng, nhưng cũng lái xe qua đó. Phí Tổng kéo rèm cửa xuống, khi hắn nhìn thấy xe của Trương Kiến ở phía sau thì cảm thấy yên tâm. Hôm nay mọi chuyện bình thường. Nhưng mà lúc này trạng thái làm việc của Trương Kiến ngày càng không tốt, chắc phải đổi một vệ sĩ khác, dùng một người trong thời gian dài sẽ rất nguy hiểm. Phí Tổng tính toán trong lòng, tháng sau vậy, để qua thời gian này rồi tính. Xe chạy chậm chậm xuyên qua các đường trong thành phố, các đường cứ lặp đi lặp lại rất nhiều. Sau khi vòng qua hơn nửa tiếng thì xe của Phí Tổng mới chạy vô một tiểu khu có chút cũ. Thật không ngờ Phí Tổng trong hội thân hữu lại ở một nơi như vậy. Nháy đèn ba cái, người có thể về được rồi. Phí Tổng xuống xe dặn dò tài xế. Dạ Phí Tổng. Tài xế không hiểu nhưng cũng quen rồi, sau khi nháy đèn ba cái thì xe chạy đi. Xe Phí Tổng chạy không xa thì thấy xe của Trương Kiến vẫn còn dừng đó không chạy nên đã lập tức nhăn mày. Ý nghĩa của nháy xe là kêu xe của Trương Kiến rời đi, bình thường thì Trương Kiến đã đạp ga phóng xe đi rồi, sao hôm nay lại không có động tĩnh gì? Lúc nãy cái đó là ám hiệu. Lý Giao trên xe nhìn thấy Phí Tổng đang đi về hướng mình cảm thấy không ổn, sắc mặt lập tức thay đổi, suy nghĩ một hồi, sau đó đạp ga xe bắt đầu di chuyển. Phí Tổng nhìn thấy xe di chuyển đã không còn nhìn theo, và cũng không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đi vô tòa nhà gần đó. Có cần phải cảnh giác vậy không? Lý Giao thở nhẹ nhàng. Nhưng sao vẫn chưa thấy Dương Gian ra mặt, phải chăng hắn không định ra tay? Cũng đã đi theo lâu vậy rồi. Thôi, không nghĩ nữa, ta tạm thời rời khỏi đây trước, mất công Phí Tổng lại nhìn thấy. Nàng lái xe ra xa chút đang chuẩn bị kiếm chỗ giết thời gian, nàng khẳng định Dương Gian đi theo xe chắc chắn sẽ theo tới đây,
chỉ là không biết khi nào mới ra mặt thôi. Phí Tổng lên tới lầu 2 nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy xe của Trương Kiến đã rời khỏi, sau đó đã xuống lầu bước qua tòa nhà đối diện. Hắn không thể nào để Trương Kiến tinh thần không ổn định biết chính xác địa chỉ của mình được. Có thể hiện tại là đang bảo vệ mình, nhưng sao biết được khi nào lại muốn giết mình. Làm việc chung với người nguy hiểm vậy không thể không cẩn thận, Phí Tổng suy nghĩ trong lòng. Hắn lên lầu 3 tới một hộ gia đình thì lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa mới cửa thì sắc mặt của Phí Tổng có chút không ổn. Trước cửa có thêm một đôi giày, không phải của mình, đôi giày thể thao của thanh niên, mà không phải của nam. Chẳng lẽ, trong lòng Phí Tổng có dự cảm không hay. Mau rửa tay rồi ăn cơm, hôm nay ta làm món cá quê mà ngươi thích nhất, Tiểu Bảo, mau bới cơm cho chú. Trong nhà có tiếng của người phụ nữ đang nói chuyện với một người nào đó. Không cần khách sao, ta tự làm được rồi, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Phí Tổng lập tức nổi giận, vợ của hắn ít nhiều cũng biết mình làm nghề gì. Bình thường nếu nhà có khách thì cũng sẽ báo trước với mình, tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ cho người ta vào nhà ăn cơm được. Giày chưa tháo mà đã xông vô, đi được vài bước thì thấy một người đàn ông vừa chùi tay vừa vui vẻ từ toilet bước ra. Là ngươi, Dương Gian. Tuy nhiên, khi nhận ra thân phận của hắn, đôi mắt của Phí Tổng đột nhiên co rút lại, máu trong người lập, tức nguội lạnh, có một nỗi sợ từ dưới lòng bàn chân lên tới cơ thể, khiến hắn có cảm giác như kiệt sức, cơ thể không kịp có ý thức thì đã ngã quỵ xuống đất. Các bạn vừa nghe xong tập 103 của bộ truyện khủng bố Sống Lại của tác giả Phật Tiền Hiến Hoa tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.